Đây là hiện trường vụ sập bờ ta luy của gia đình ông Nguyễn Đức Khiêm ở khu suối cát Xuân An, phường 3, thành phố Đà Lạt, xảy ra vào lúc 5 giờ 30 phút sáng ngày 6 tháng 5. Vụ sập bờ ta luy có chiều dài khoảng 15 mét, chiều cao 7 mét, kéo theo 5 mét khối đất đá, đã làm sập phần sau căn nhà của anh Võ Văn Luyện tại 27/4 suối cát Xuân An. Rất may không có thiệt hại về người. Theo Ủy ban Nhân dân phường 3, thành phố Đà Lạt, nguyên nhân dẫn đến sự cố này là do mưa lớn trong nhiều ngày qua, khiến bờ ta luy bị ngấm nước, gây ra sạt lở. Sau khi sự việc xảy ra, Ủy ban Nhân dân phường 3 đã huy động lực lượng hỗ trợ gia đình anh Luyện di chuyển đồ đạc ra khỏi địa điểm sạt lở, đồng thời tiến hành phá vỡ ta luy của gia đình ông Thiêm để ngăn chặn bức tường đá đang tiếp tục có dấu hiệu sạt lở. Được biết, đây là vụ sập bờ ta luy thứ hai xảy ra tại thành phố Đà Lạt trong mùa mưa năm nay. Hiện nay, Đà Lạt mới chỉ bước vào mùa mưa. Để đảm bảo an toàn về tính mạng cũng như tài sản của nhân dân, các phường xã ở thành phố Đà Lạt, đặc biệt là những nơi có nguy cơ sạt lở cao, cần rà soát, gia cố và quản lý chặt chẽ việc xây dựng bờ ta luy.